Chuyện thứ tư Hai người đàn bà trong tiết thanh minh Trích trong cuốn sách Âm vọng từ miền đất khổ của tác giả nhà văn Phan Nhật Nam Dẫn nhập Sau thời soạn thảo chương trình dài hạn theo cùng mình nước nổi trôi cho đài truyền hình SBTN Chương trình căn cứ trên những sự kiện chính trị quân sự quan trọng xảy ra tại mỗi thời điểm của những tháng năm không thể nào quên suốt lịch sử dân tộc. Chương trình đã kết thúc vào năm 2012, nhưng tôi có ý nghĩ số đông người Việt sau kỳ khổ nạn chiến tranh tưởng chừng như bất tận từ những ngày xa xôi thuộc thập niên 40-50 của thế kỷ trước, chắc đã nhận ra thân phận oan khóc mà mỗi người trên quê hương điêu linh. Mối đau của mỗi một người chứa đủ phần chung của cả dân tộc nỗi đau Việt Nam không từ bỏ một ai. Thế nên năm nay, 2023, sau 48 năm tính từ 1975, người viết thêm một lần tiếp tường trình về thân phận mỗi người Việt trước và sau cuộc chiến. Tuy cuộc chiến dẫu chấm dứt từ ngày quá xa, tiếng súng không còn, nhưng khổ nạn vẫn mãi chập trùng vây chặt cụ thể với khối người việt hiện nay dưới một chế độ gọi là xã hội chủ nghĩa ở quê nhà thế nhưng người việt nam vẫn tiếp tục tồn tại người việt tồn tại từ và bởi nguồn lực sống động mạnh mẽ nguồn lực thương yêu câu chuyện sau đây kể về hai người đàn bà vợ của những người lính hai bên đã không về sau cuộc chiến vừa qua chương một lửa ở quảng trị trong căn hầm tối nhờ nhờ mờ đục đào sâu dưới đất vùng đồi dương liễu khu nhà thờ La Vang, tỉnh Quảng Trị. Trung sĩ Phan Tâm thầm thì tiếng nhỏ với viên thường sĩ thường vụ tiểu đoàn 18 thủy quân lục chiến. Ông thầy nói dùm với ông đại cho tôi về lại với đại đội 1. Tại sao? Thường vụ lý tròn xoe cặp mắt đứng chồng nắm rực những tia gân đỏ do thức khuya và mệt nhọc nhìn qua khoảng sáng tối, cố tìm xem nét mặt của Trung Sĩ Tâm. Tại vì ở đây đại đội chỉ huy yên quá, mà trên thằng một thì đụng lia chia. Tôi không nỡ bỏ anh em trên đó. Dẹp, yep. mày không thấy bao nhiêu chuyện đang bày hay. Với chẳng lẽ bộ chỉ huy tiểu đoàn này là đơn vị văn phòng ngồi chơi xơi nước sao mày? Lại thêm vụ ông anh của đại đội 1 thì vừa bị bể gáo mày về lại với ai trên đó? Ông Đại đang điên lên vì vụ mất ông thầy của mày. Coi chừng mày vừa bò quá ngã ba Long Hưng thì đã kéo xác mày trở về lại đây. Thằng Vi Si đầu trọc nơi cao điểm trường Nguyễn Hoàng đang đợi mày đấy. Cái thằng khốn nạn vừa cho ông thầy mày và mấy đứa con của đại đội một đi phép dài hạn. Bàn giao với nhảy dù chưa kịp đánh đấm gì cả, đã mất gần hết một đại đội. Đừng có ham, về đi. Thường sĩ Lý hít mạnh hơi thuốc quân tiếp vụ, tỏ ý muốn chấm dứt câu chuyện sau một tràng gầm gừ, nguyền rủa. Trung sĩ Tâm kèo nài tha thiết. Cũng vì vậy tôi mới xin thường sĩ nói với Trung tá cho tôi về lại trên đại đội 1. Thường vụ Lý nhìn chăm Trung sĩ Tâm qua khoảng tối và hiểu ra. Khi người lính đã gọi đến những cấp bậc tức câu chuyện đã thật sự nghiêm trọng, khẩn cấp. Được, để tao đưa mày lên gặp ổng. Mà vết thương nơi chân mày tháng trước với hải lăng này đã khá chưa? Thường sĩ Lý trầm giọng thân mật. Anh đưa điếu bao thuốc nhăn nhúm về phía trung sĩ Tâm. Làm một điếu đi rồi bò theo tao. Ánh sáng hộp quẹt lóe lên. Đến bây giờ thường vụ Lý mới nhìn rõ mặt gã trung sĩ trẻ tuổi. Anh gật gù. Bọn nó gọi mày là tâm em cũng phải. Mày nhỏ như thằng con nít không à? Hai người cúi thấp xuống, bò theo những giao thông hào có nắp che chắn về phía hầm chỉ huy của tiểu đoàn. Trung tá quân, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 18 thủy quân lục chiến và ban chỉ huy đang ngồi chen chúc ngột ngạt quanh chiếc bản đồ ngang dọc những mũi tên xanh đỏ dưới ánh sáng vàng yếu của mấy bóng đèn nhỏ thấp bởi pin máy truyền tin. Tất cả đồng mặc áo lót ngụy trang màu sẫm, mồ hôi đẫm ướt mặt chảy đường lớn trôi xuống ngực. Ông quân khẳng giọng mệt nhọc. Đây là những mục tiêu của tiểu đoàn mình. Bắt đầu từ đường Lê Huấn, dài theo đường Quang Trung gồm trường Phước Môn, nhà thờ Thạch Hãn, ty cảnh sát quản trị nhưng muốn chiếm được thì phải clear mấy cái chốt. Quan trọng nhất là đám chốt kiền ở cao điểm trường Nguyễn Hoàng, chỗ có thằng VC bắn sẻ đã hạ ông Đại Úy Anh. Trung ta quân ngừng nói, ông chăm điếu thuốc, đè xuống xúc động. Tôi đã nói với ông Anh rồi, bên nhảy dù từ tháng 7 đến giờ bị mấy cái chốt này kìm chặt. Mấy ông phải rất cẩn thận. Kỳ này không phải như ở Huế năm mậu thân, đây là bọn 320 và 325 tổng trừ bị ngoài Bắc mới đưa vô. Nó không được phép rút lui để đám VC bên Paris được thế nói chuyện với Mỹ. Ở Huế năm 68, mình chỉ đụng với bọn địa phương, chủ lực miền. Còn bây giờ là trận địa chiến với lính chính quy Bắc Việt. Hầm ở đây là công sự của mình bỏ lại, giúp nó chịu được cả bom. Khổ thật, ông anh lại mới lấy vợ, Trung tá quân ngừng nói, quay về phía đầu căn hầm, nghe tiếng chào của viên thường vụ. Gì đấy ông? Trung tá, có trung sĩ Tâm muốn xin trung tá cho về lại đại đội 1. Tâm nào? Dạ, Tâm em, thằng mang máy cho ông anh kỳ mới ra trường. Sao nữa? Thượng sĩ Lý lục đục chuyển động. Đó, mày lên nói thẳng với ổng, Trung sĩ Tâm bò tới vùng ánh sáng. Ông Đại, dạ Trung tá cho em về lại đại đội 1. Ông Quân thoáng suy nghĩ, hỏi dồn. Mày xin về lại đại đội 1 làm gì? Tâm trả lời mau như đã định sẵn. Để xử cái thằng nơi trường Nguyễn Hoàng rửa mặt cho ông thầy em. Em biết cách, biết đường đi vô trường đó. Em người miền ngoài này em đẻ ra và lớn lên ở đây. Tiểu đoàn trưởng quân cười tiếng nhỏ. Tưởng mày xin về hậu cứ cưới vợ, chứ xin về lại đại đội 1 thì tao ok liền. Đây, mày muốn đi phép 24 tiếng về Huế hay theo đại úy Lộc, ông thầy mới của mày về vị trí đại đội 1 bây giờ. Tầm hứng khởi. Em đi liền. Hết hành quân trung tá cho em đi phép về Thủ Đức gần cả năm rồi không gặp mặt vợ. Trung tá quân nói vui. Không có gì trở ngại. Ông thanh toán được cái chốt đó tôi xin sư đoàn cho ông lên hai cấp. Móc luôn cái lon thượng sĩ khỏi qua trung sĩ nhất. Có cả tiểu đoàn này làm chứng lời tôi. Khi Trung tá quân sử dụng cách xưng hô ông tôi với thuộc cấp, tức đã là lời tuyên bố chính thức. Từ lâu ông được tiếng là anh đại do lòng kính yêu của toàn đơn vị. Khi bò ra khỏi hầm chỉ huy, Đại úy Lập, người có danh hiệu Lập Râu, Đại đội trưởng cứng nhất của binh chủng mới được điều về thay thế viên đại đội trưởng vừa tử trận để thực hiện kế hoạch đánh chiếm lại cổ thành Quảng Trị với sư đoàn khí quân lục chiến giữ nhiệm vụ mũi tiến công chính. Khi ra khỏi hầm bộ chỉ huy tiểu đoàn, Lập Râu chắc lưỡi cười cười nói với Tâm. Tâm em, mày chơi bạo thiệt. Vừa rồi tao nghe mày mới bị thương hôm tháng 6 mà nay đã sinh ra lại đại đội tác chiến. Không sợ sao em? Tâm bình thản nói gọn. Đời có số mà đại úy. Bỗng nhiên tâm chợt nghĩ đến cô vợ trẻ ở Thủ Đức, nơi hậu cứ sống thần của đơn vị. Đã lâu tâm không gặp vợ, tuy nhiên cô nhỏ luôn có mặt với anh vào những lúc nguy nan, anh có phản ứng gần gũi với cô như một phần của bản thân hơn là một người khác phái với liên hệ vợ chồng. Nghĩ đến ngày phép sẽ có sau khi hành quân lòng tâm chật ấm áp bình an. Nhưng nỗi vui của anh không kéo dài khi nhớ lại chiếc đầu bị bắn vỡ của đại úy anh. Người chỉ huy mà Tâm đã theo cùng từ đầu năm 1968 ở mặt trận thành nội Huế khi ông anh mới ra trường sĩ quan và tâm vừa mãn khóa căn bản của binh chủng về đại đội 1 mang máy truyền tin cho thiếu úy anh. Hai thầy trò đã sống cùng nhau qua dài ngày lửa đạn và sự chết. Suốt năm 1968 khởi đầu kia, hai thầy trò đã hành quân hết 344 ngày đánh từ Huế vào đến vòng đai Sài Gòn. Và năm 1972 này thì hầu như các tiểu đoàn của binh chủng không hề về lại hầu cứ ở thủ đức khi bộ tư lệnh tiền phương của sư đoàn rời ra xã Hương Điền ở quận Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Tâm nhớ lời nói đùa của đại úy Anh biết thế này mày và tao lấy vợ người Huế còn có đường đi phép về thăm Tâm thấy trong mắt có cảm giác cay cay khi nghĩ về ông thầy và tiếng khóc rắm rứt của cô anh khi từ Sài Gòn ra Huế nhận xác chồng ở nhà xác bệnh viện Nguyễn Tri Phương chỉ với một người thân bên cạnh. Trung sĩ Tâm hay binh nhì Tâm Em mang máy truyền tin cho ông anh từ năm 1968. Chương 2. Chiều Chung vụn chết Trung đội phó trinh sát Lê Văn Hưu nhìn quanh những bộ đội dưới quyền đang ngồi chật trong căn hầm dưới nhiều tầng bê tông cốt sắt của ngôi trường đổ sụp nén chặt ép cứng lại sau bốn tháng chiến trận hứng đủ vô lượng đạn pháo bom của cả hai bên lợi dụng thời gian ngắn yên lắng giữa những trận đánh sau các cuộc xung kích phản công theo đúng chỉ thị của chính ủy đơn vị mà nay đã thành thói quen hưu bắt đầu cuộc học tập trong ngày với các tổ viên bằng lời tố cáo đã được học tập thuộc lòng chỗ này là trường học của nhân dân, nhưng bọn ngụy ác ôn đã phá sập trước khi rút lui từ đầu tháng 5. Thủ trưởng lệnh cho đơn vị ta chốt ở đây là điểm xa nhất để không cho bọn ngụy phản công trong kế hoạch chiếm lại cổ thành này. Chúng ta là đội quân tiên phong của đảng Quang Vinh và bác Hồ Kính Yêu vì nhân dân giải phóng quản trị để đồng bào thoát khỏi ách kìm kẹp của Mỹ ngụy. Hưu ngập ngừng thoáng ngắn đổi dòng rắn rỏi. Đế quốc Mỹ xâm lược nước ta là kẻ thù của nhân dân ta. Bọn ngụy quân ngụy quyền là tay sai của đế quốc Mỹ là kẻ thù của nhân dân ta. Bộ đội ta vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh chiến đấu dưới lãnh đạo của đảng Quang Vinh và Bắc Hồ Kính Yêu. Đánh, đánh cho Mỹ cút, đánh, đánh cho ngụy nhào thống nhất đất nước thực hiện nhiệm vụ chiến sĩ tiên phong của phong trào cộng sản quốc tế do Liên Xô và Trung Quốc lãnh đạo. Sau phần phát biểu hướng dẫn, hưu ra hiệu cho gã bộ đội giữ súng phóng lựu B40 ngồi bên cạnh. Đồng chí Trung phát biểu, gã bộ đội vẫn cúi mặt xuống đất lặp lại ngắt khoảng qua tiếng thở bị nén. Đế quốc, đế quốc Mỹ xâm lược nước ta là kẻ thù kẻ thù của nhân dân ta bọn ngụy quân ngụy quyền là kẻ thù kẻ thù của nhân dân ta khi các tổ viên thay phiên lặp lại lời học tập kiên nhìn quanh ra bên ngoài qua lỗ hổng của căn hầm toàn cảnh thị xã quảng trị chỉ là một khối gạch đá vùng vỡ tan nát với những xác người vương vãi không còn nguyên vẹn tay chân đầu mình không biết là sát dân hay lính ngụy, nhưng chắc chắn không phải là lính Mỹ. Do nhận dạng qua những bàn chân trần, ngón nhỏ bầm tím máu khô, những chiếc sọ vỡ nát. Phải là sọ của người dân vì không có chiếc nón sắt. Há hấp nhìn lên bầu trời, luôn xám đục khói đạn pháo, hơi bom và mùi thay người bốc lên ông ống dày đặc. Sau khi các tổ viên đã giáp vòng phát biểu Hưu muốn tiếp tục kể thêm về tội ác mỹ ngụy theo nội dung đã được học tập từ trước khi vào trận địa. Nhưng các tổ viên hầu như không còn sức lực để ngẩng đầu lên nghe lời anh. Hưu kìm giữ tiếng thở dài, đưa tay lên vò đầu. Những sợi tóc ngắn lẫm chẩm nham nháp chạm vào da lòng bàn tay. Ầm ầm. Những trái bom bất chợt rung dội căng hầm như địa chấn trước khi nghe âm thanh máy bay lướt qua. Khẩn trương, khẩn trương, chúng nó lại phản công. Hưu và các tổ viên nhanh chóng phân tán vào các vị trí chiến đấu. Anh cùng hai tổ viên theo những khối gạch vỡ bò lên điểm tác xạ cao nhất nhìn xuống con đường chạy xéo về phía hướng nam, ngoài vi thị xã. Tổ ba người trang bị hai tiểu liên AK-47 Ngoài đơn vị đạn cơ hữu, hai tổ viên còn trang bị thêm đạn phóng lựu B-40 do hưu sử dụng. Anh còn được tăng cường thêm một súng trường Nga có gắn máy nhắm. Vừa bò lên vị trí, hưu vừa gầm gừ lẩm bẩm. Địch mẹ chúng mày, địch mẹ chúng mày. Chúng mày trong câu chửi không vì lòng giận dữ, bao gồm nhiều đối tượng mà chính hưu cũng không xác định rõ là ai chỉ biết từ sâu trong lòng hưu không chửi riêng bọn lính ngụy có thể đang bắt đầu tập trung đợt phản công mới quái chúng nó lại trốn mất đâu rồi từ trên cao điểm hưu nhìn dọc theo con đường không bóng người đang sập tối với trần mây thấp u ám chập choạng khối nhà cửa tan hoang đổ nát có con chó cúi đầu chạy lấm ngấm thỉnh thoảng tru dài âm ai oán rờn rờn Địch mẹ chúng mày có trốn ông cũng giết tất. Lần này anh chửi rõ bọn lính ngụy mà theo ý anh là nguyên nhân gây nên cảnh chết chóc tan hoang của thị xã này và hoàn cảnh tuyệt vọng của bản thân anh và những tổ viên trinh sát. Qua ống nhắm súng bắn sẻ, Hưu cố dò tìm những chấm đen đầu người di động thấp thoáng ẩn hiện giữa đám gạch ngoài ngổn ngang, mặt chung quanh ầm vang âm động đạn pháo binh 105 ly tiếp theo đợt bom vừa chấm dứt để yểm trợ tiếp cận cho đám lính thủy đánh bộ ngụy tấn công. Pháo từ phía bắc vùng Đông Hà, Cam Lộ bắt đầu phản pháo. Được bộ đội tiền sắt cố thủ trong cổ thành điều chỉnh rơi chính xác giữa đội hình quân ngụy. Thân thể người theo cùng gạch đá bay lên. Bây giờ hưu đã hoàn toàn biến dạng nên thành một con người mới với phản ứng cơ bắp mau lẹ, trí não săn sắc ý chí quyết liệt như khi nhận lời đồng viên trực tiếp qua hệ thống điện thoại từ tư lệnh mặt trận Nguyễn Việt xuống mỗi đơn vị cơ sở. Một tất không đi, một ly không dời. Quyết chiến quyết thắng, giải phóng quản trị. K3 Tam Đảo còn, thành cổ quản trị còn. Triệu Hải, Triệu Phong Hải Lăng, Anh Hùng Diệt Gòn Hai Sư. Ý nói trung đoàn 27 độc lập có danh hiệu Triều Hải đánh tan hai sư đoàn thủy quân lục chiến và nhảy dù của quân đội miền Nam. Đấy cũng là lời động viên mà đã có lần hưu từ nhũ thầm. Nói láo cũng vừa phải thôi. Trung đoàn 27 gần 2.000 người kia đã không còn đầy 20 móng mà đánh đéo thế được với hai sư của bọn lính thủy đánh bộ và bọn dù ngụy. Trở về với thực tại Kiên nhìn qua bóng tối của căn hầm đang nhán lửa rung rinh bởi loạt pháo bắn điều chỉnh, càng ngày càng chính xác. Chứng tỏ tiền sắt pháo binh ngụy đang định đúng vị trí của tổ trinh sát. Ngoài ra, Hưu còn có nhận xét qua kinh nghiệm hơn 3 tháng chiến đấu là chen trong đợt pháo cường tập xuất phát từ nhiều vị trí của lần này. Có những vị trí pháo khởi hành rất xa, không nghe được đâu từ hướng đông, phía bờ biển với loại đạn có sức công phá mạnh gấp bội loại đạn 105 ly cơ hữu của pháo binh ngụy. Loại đạn mới mà Hưu không định rõ danh hiệu này hiện đang bao trùm toàn thể khu vực ngôi thành cổ, ngay trên đầu của vị trí đơn vị Hưu. Qua ánh lửa lóe sáng từng chập liên tục, Hưu bắt gặp ánh mắt thất thần của những tổ viên, khiến anh muốn nói lên lời than vãn. Chắc không thoát khỏi trận pháo này đâu chúng mày ạ. À? với loại pháo mới này bọn ngụy quyết tâm dứt điểm mình nhưng thật ra hưu chỉ có ý nghĩ với mối kinh hoàng đang dâng ngập trời bên ngoài đã sập tối giữa chuỗi âm động của đợt pháo không dứt khoảng bỗng nhiên hưu nghe rõ âm thanh sắc đục của những miếng tôn lợp nhà do có thân người đang chuyển động bên trên anh lành bút sống lưng bỏ mẹ bọn ngụy đang bò dưới chân mình chúng đã lợi dụng lúc dội bom và đợt pháo để xâm nhập vào vị trí của anh. Nghĩa là chúng cũng chia chung phần cơn bom và đợt pháo đang dội xuống. Thật ra, tất cả ý nghĩ như trên chỉ hiện ra trong một chớp mắt theo luồng ánh sáng và tiếng nổ xé toan bóng tối cùng lúc giúp hưu kịp nhận ra dạng một chiếc sào dài theo lỗ hỏng được đưa vào căn hầm. Và sau tiếng nổ từ đầu cây sào chìm chìm xuống bóng tối dày, màn tối thẳm của cái chết có hình khối với những tảng vách tường nhà và gạch đá đổ xuống đè lên thân anh. trong vũng bóng tối đầy đặc dưới khối gạch đá ngổn ngang chồng chất, hưu nghe dần tiếng nói xì xào của lính miền Nam. má cái chốt này đây, không chơi trò cần câu cá cho nó ăn claymore theo cách ông râu thì còn lâu mới vào được hưu nghe rõ bước chân người đang đi trên gạch đá chụp trên thân anh hưu dùng sức mạnh còn lại cuối cùng lần gỡ trái lựu đạn chày nơi thắt lưng tháo khóa an toàn đẩy theo khe hở dò dẫm được bởi những ngón tay vô thức ánh sáng lóe lên tiếng nổ xé toan và giọng trung sĩ tâm hét lớn thanh ơi em ơi đại úy lộc râu nói như reo với trung tá quân Trình Phu Quân, danh hiệu truyền tin của ông Quân. Thằng Tâm Em câu được cái chốt ở trường Nguyễn Hoàng với Claymore rồi. Phu Quân cho cua, chiến xa. Lên chỗ tôi rồi mình cùng vào nướng cái bánh chưng. Sử dụng súng phun lửa, chiếm cổ thành quản trị. Xong rồi, có ngay cua cho ông và đưa thằng Em lui gặp Moa. Tiểu đoàn trưởng Quân Hân Hoàng phấn khởi dòng đại úy lộc chuyển nhanh sang ngàn cứng đanh lại xót xa tâm em bị thằng vc xé áo luôn rồi sao chúng ta quân hỏi dồn vc nó chơi đòn sát thủ trước khi chết tôi đang tìm cách moi thằng em ra nhưng đại úy lộc râu không còn cơ hội để tìm ra xác của tâm em bởi một loạt pháo của phía cộng sản mạnh mẽ hơn từ ái tử bắt sông Thạch Hãn đổ dồn xuống vị trí chốt của tổ trưởng Lê Văn Hưu, trong đó có xác của Trung sĩ Tâm và hai khinh binh tiểu đoàn 18 thủy quân lục chiến. Và chỉ vài giờ sau, có thêm rất nhiều người chết mới của cả hai bên kéo dài cho tận buổi sáng ngày 14 tháng 9 năm 1972, khi ngọn cờ vàng ba sập đầu tiên được dựng lên khối gạch đã ngổn ngang của cổ thành Quảng Trị sau ngày 16, khi rút quân về phía sau, đại úy lập râu muốn chỉ vị trí tâm em đã chết cho ông quân. Nhưng anh không làm sao định được nơi người lính đã ngã xuống. Theo thống kê sau này về trận đánh cuối cùng trong tháng 9 năm 1972, mỗi ngày không kể phần nhảy dù, biệt động và bộ binh, chỉ riêng sư đoàn thủy quân lục chiến có khoảng 150 người lính hy sinh. Phía bộ đội Cộng sản thì cho biết, ngoài trung đoàn Triều Hải bị xóa sổ, trung đoàn 48B thuộc sư đoàn 320B, đơn vị chiếm giữ trung tâm thị xã, theo hồi ký phổ biến vào năm 1997 của Trung tướng Lê Tự Đồng, tư lệnh lực lượng Cộng sản tại mặt trận tỉnh Quảng Trị, và các trung đoàn tham chiến đầm bị tổn thất hơn 80% quân số Điển hình tiểu đoàn 4 thuộc trung đoàn 95 từ khi vào cổ thành đến khi rút ra kể từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 10 tháng 9 năm 1972 chỉ còn đúng 12 người sống sót vượt sông Thạch Hãn tại làng Nhan Biều chạy về phía Bắc. Chương 3 Sống sót sau chiến tranh Cô giáo thanh luôn có cảm giác làm sao sống được tới ngày mai từ buổi chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi bế đứa con nhỏ, tay sách bịch ni lông áo quần, kinh hoàng rời khỏi khu gia binh trại sóng thần của sư đoàn thủy quân lục chiến. Cô đã không thể phân biệt những hỗn loạn chung quanh đang ầm vang những tiếng chửi mắng, nạt nộ, chen lẫn tiếng súng xử bắn những người không kịp rời nhà theo lệnh của bộ đội cộng sản, nói tiếng vùng thanh nghề tỉnh súng nổ không tiếng đạn bay ra vì đầu đạn đã ghim sâu vào thân con người, ép dính sát đầu nòng súng. Địch mẹ chúng mày là vợ con của bọn ngụy Châu Điên. Tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến lừng danh của quân đội Cộng Hòa. Chúng ông không banh sát chúng mày ra thì thôi, chứ đừng hòng lấy được cái áo, cái quần, cái bát, đôi đũa. Đồ đạc trong nhà này là do bọn chồng ngụy chúng mày đã cướp đoạt của nhân dân mà có cút ra khỏi đây mau. Tên bộ đội miền Bắc túm đầu tóc cô đẩy ra cửa, trong khi cô luống cuốn ôm đứa bé và gói áo quần vừa nhặt nhành được. Tuy nhiên cô cũng nhớ ra xác của hạ sĩ lộm, người lính cùng đơn vị của chồng nằm chỏng chơ bên cạnh chiếc xe lăn mà tên lính cộng sản vừa hất anh ta xuống để đoạt chiếm. Xác hạ sĩ lộm chết không nhắm mắt, chắc đang cố tìm hình ảnh của vợ con không biết vừa chạy đi đâu. Cô Thanh cũng không nhớ sau đó bằng cách nào, trong bao lâu, cô đã bồng con về được ấp suối nghề phước tuy với cha mẹ. Cô hồi tưởng một cách mơ hồ, đứt khúc, đoạn đường từ trại sóng thần, cô đi lần ra chợ Thủ Đức, theo xa lộ đi về hướng Biên Hòa. Tuy nhiên cô lại nhớ như in đoạn đường này, vì khi đi ngang qua nghĩa trang quân đội Thanh đã nhìn thấy rất rõ bức tượng tiếc thương bị giật sập đổ ngược xuống. Sở dĩ cô chú ý đến địa điểm này vì từ 3 năm qua, cô đã nhiều lần đến đây với hy vọng tìm ra được xác người chồng chết từ một ngày tháng 9 năm 1972 tại Quảng Trị. Cô giáo Thanh sở dĩ sống qua được bao năm cũng vì thằng Thành càng ngày càng giống người vắng mặt và hơn thế nữa, cô không hề nghĩ anh Tâm đã chết. Cô có cảm giác rất thật là người chồng chỉ vắng mặt đâu đó, cho dầu đã bao lâu và cách bao xa. Nên cô vượt sống với bởi nghĩa vụ tự đặt ra cho chính mình, sẽ có một ngày đi gặp chồng. Cũng quả thật, cô cũng không cảm thấy đau khổ quá đổi nặng nề do lần vắng mặt lâu dài không tung tích của người chồng vì cảnh sống từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 kia đã tạo nên trong lòng cô phản ứng thường hàng. Coi như bản thân mình đã chết. Và cũng bởi người chết nào biết đến cường độ của cơn đau. Mỗi buổi sáng khi nhấn lưỡi cày sâu xuống mặt đất của thửa ruộng, chạy dọc bên suối sông cầu, dưới chân núi đất, cô thường nhắm mắt lại trong khoảng khắc với lời nói ra tiếng. Anh Tâm ơi, anh ở đâu? anh cầu cho mẹ con em để sẽ có ngày em tìm ra anh nghe an tâm. Rất nhiều lần khi nói lời than tội nghiệp này, cô mong được tuôn trào dòng nước mắt. Nhưng điều cầu mong này cũng chỉ là mối ao ước không thành, bởi hình như lượng nước mắt đã càng khô từ bao lâu. Dẫu thanh luôn có cảm giác cay cay sâu trong mắt khi nhận ra thực tế cảnh sống của mỗi ngày giờ đang trải qua. Thanh cũng không hề nghĩ ra rằng cô vừa qua tuổi 20 và đã một thời là cô giáo đứng giữa đám con trẻ tập hát lời vui hòa, sống động, yêu thương. Tháng Tư, một năm sau 1975, cô quyết đi tìm. Anh Tâm ơi, em đi gặp anh đây. Anh ở đâu cho em gặp anh? Cô lặp đi lặp lại cầu mong ngắn ngủi này chen trong chuỗi thầm thì tôn kính an ủi. Kính mừng Maria đầy ân phước. Liên lũy lần hạt mừng côi khi đã yên chỗ ngồi trong toa tàu chen chúc nhấp nháp của chuyến tàu lửa Bắc Nam. Lên từ ga Xuân Lộc trong buổi chiều vắng vất nhá nhem tối, chung quanh rừng Long Khánh loan tỏa khói mờ. Chiều tối ngày hôm sau, cô giáo Thanh đến ga Quảng Trì. Từ nhà ga Thanh cảm thấy rờn rờn sự chết bao trùm lẫn khuất đâu đây khi nhìn lên khối gạch đá đổ nát nằm hỗn độn bên bờ sông cạn đáy mà người dân chỉ cho cô biết đấy là cổ thành quản trì một thời trấn đóng trên sông Thạch Hãn. Anh Tâm ơi, anh ở đâu? Bất ngờ nước mắt cô chảy ra lúc nào không hay. Thật ra cô muốn gào lớn tiếng. Anh Tâm ơi, anh chết nơi đâu? chữ chết mà bao lâu cô không hề nói ra, không dám nghĩ đến. Từ huyện Cẩm Thủy, chị Trịnh Thị Hàng bắt đầu cuộc hành trình theo đường 119 đi về hướng Đông Nam ra thị xã Thanh Hóa. Trước khi đi, bà mẹ chồng đã có lời than. U không dám cản con. Nhưng con nên nghĩ lại, từ đây ra tỉnh những mấy mươi cây số, con đi cũng mất một ngày, Xong theo tàu hỏa vào Nam mà U biết tàu chỉ chạy đến Hà Tĩnh hoặc ra Hà Nội. Cả đời con chưa đi quá huyện Yên Định thì biết đâu đường đi vào Nam tìm thằng Hưu. Nhà ta quá nghèo. Nếu U đi theo chỉ làm con thêm bận biệu, tốn kém. vả lại U còn phải ở lại nhà để non mấy sào ruộng. Nhưng quả thật để con đi một mình, U không yên tâm được. Hay con đợi đến qua thu hoạch, nhà có dư đôi chút, u đi theo con luôn thể. Nó là chồng con nhưng là con của u. Nhưng chị Hàng đã có lời cương quyết dứt khoát. U không phải lo cho con, đây là bổn phận riêng của con đối với anh ấy. Mấy năm trước trong chiến tranh chống Mỹ, một mình con cũng đã hoàn tất được những công tác mà xã phải huy động đến cả cụm, cả tổ mới xong được con đã từng ứng chiến tổ phòng không suốt đêm, sáng ra đồng cày ruộng, chiều đi tập phòng thủ chống biệt kích đổ bộ. Quần cuộc suốt cả mùa đông năm 1972 còn chịu được, huống gì đoạn đường từ đây ra ngoài tỉnh, với đoạn xe hỏa vào Nam khi nước nhà đã hòa bình thống nhất. Cô vừa trả lời, vừa đầy chiếc nắp ba lô lên túi hồ sơ của anh Hưu, có ghi địa chỉ đơn vị với nét chữ lớn viết bằng mực tím 271003TB04. Thật ra chị muốn nói thêm với bà mẹ về lá thư của anh Hưu với nội dung mà chị đã thuộc lòng. Vấn đề bồi dưỡng tại chiến trường lúc này đã tiến bộ, không còn thiếu thốn như thời gian di chuyển nữa. Áp lá thư em vào ngực, anh đọc đã mấy chục lần. Có thể nói từ khi anh và em bắt tay xây dựng vợ chồng, thì hai chủ nhật đầu tiên từ ngày anh ra đi là hai chủ nhật khó khăn và nặng nề khó vượt qua lắm trong những giờ phút đó anh muốn hét thật to để làm sao ôn lại cho em những lời nói của anh anh đã bước đi như một con người không có tri giác em đã nằm giữa trái tim anh dòng máu anh đã cùng chảy theo nhịp thở của em cho nên dù ở phương trời nào em vẫn luôn có mặt với anh Lá thư viết từ một ngày đầu năm 1972 tại một nơi mà anh Hưu chỉ ghi tắt là QT và chị nhận được sau ngày giải phóng Quảng Trị trong tháng 4 năm 1973 cùng lần với giấy báo tử mà chị đã giấu kín không muốn cho bà mẹ hay. Và nay đã đến lúc chị phải đi tìm với lời nói của anh Hưu mà chị nghĩ là chân thành thấm thiết nhất. Cho dù ở phương trời nào em vẫn luôn có mặt với anh. Phải, chị Hàng luôn có mặt với chồng, cho dù đã bao lâu không thấy mặt. Hay cách biệt bao xa kể cả từ sau bởi cái chết mà riêng chị âm thầm chịu đựng bao năm qua. Chị sóc ba lô lên vai, cột túi cơm khô quanh bụng, cúi xuống rút chặt qua dép lốp, đội lên đầu chiếc nón cối cứng. Xong, con đi đây con đi tìm chồng con, bộ đội Lê Văn Hưu. U ở nhà yên tâm. Chị Hàng bước ra khỏi nhà, xuống con dốc lần theo sông Mã, đi ra đường 119 với cảm ứng đi gặp mặt chồng. Chị không hề có cảm giác anh Hưu đã chết, dù tờ giấy báo tử kẹp chặt với lá thư ép trong túi ni lông đeo trước ngực trước khi lên đường cái hàng băng qua khu ruộng ngô mà anh hưu đã cuốc vỡ đất trước lần đi nghĩa vụ quân sự khu ruộng ngô mà chị và chồng đã gieo những hạt giống của mùa đầu tiên nơi hai người đã một thời vui đùa trong tuổi trẻ mà chị nghĩ nay đã quá xa như một điều không thực tuy nhiên chị lại nhớ rất rõ những câu nói bâng quơ cách trầm giọng làm ra vẻ quan trọng của anh hưu tiếng cười khúc khích của hai người giữa những luống lá dày xanh xám khi cây ngô lớn quá đầu người. Những sự việc tưởng như vừa xảy ra đang tiếp diễn khiến chị Hàng nhớ rõ mùi vị hạt ngô đầu mùa nướng lửa ngọn đốt từ đống lá vung trên đất. Mặt đất từng làm chứng tình yêu của hai người sáng nay trong nắng cuối xuân ương ướt lớp sương mai gây trong lòng chị mối cảm xúc bất chợt đưa đẩy trí nhớ về lại hạnh phúc của một thời. Hóa ra hạnh phúc của hai người cũng mong manh và nhạt nhòa như lớp sương sớm đang khô dần trên đất dưới ánh nắng. Thật ra chị Hàng chưa đến tuổi 30. Chương 4 Nơi cổ thành Quảng Trị Sau ba ngày với những chuyến tàu lửa chợ ngừng lại tại nhiều ga xếp, những chuyến xe hàng chen chúc ngột ngạt kể cả những đoạn đường thâm thẳm lầm lũi quốc bộ. Cuối cùng chị Hàng bước lên chiếc cầu sắt đi vào thị xã Quảng Trì với cảm giác thản nhiên lành lẽo của người đã kiệt sức cùng đường. Cảm giác hiện thực khi chị hỏi đường đến văn phòng tỉnh đội và được người dân chỉ lên những khối gạch đá đứng chơ vơ bên bờ sông cạn đáy phơi bãi cát loang nắng. Đó, đó, cổ thành đó, và chị bật lên tiếng kêu không ngờ trời đất ơi bởi đang biết rõ một điều anh hưu chồng chị đã thật chết nơi những đống gạch đã tan vỡ này chị hàng đi vào văn phòng ban quân sự tỉnh quảng trị với cách quyết liệt của người chấp nhận cái chết đang trực sẵn các đồng chí có thể cho tôi biết mộ của các liệt sĩ trong vùng này bố trí ở đâu và có thể cho xin biết danh sách bộ đội liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh năm 1972. Đây là giấy báo lần chồng tôi hy sinh. Anh ấy là trung đội phó trinh sát thuộc trung đoàn 48B, sư 320B quân đội nhân dân. Viên thượng úy thường vụ tỉnh đội tiếp nhận tờ giấy, đập qua với cách lơ đảng, xong đưa lại tờ giấy cho chị Hàng, trả lời với vẻ miễn cưỡng, dẫu cố che giấu. Tỉnh đội cũng như các đồng chí lãnh đạo trong Ủy ban nhân dân tỉnh và nhân dân Quảng Trị đời đời nhớ ơn công lao của các anh hùng liệt sĩ, thuộc lực lượng vũ trang nhân dân và bộ đội nhân dân anh hùng đã giải phóng Quảng Trị, thoát khỏi ách chiếm đóng của bọn Mỹ Ngụy. Nói đến đây, Viên Thượng úy khẽ liếc nhìn người đàn bà đang ngồi sống trên mặt đất, theo dõi câu chuyện của chị Hà. Viên Thượng úy nói tiếp nhưng như chị đã thấy, bọn ngụy ác ôn sau khi rút khỏi quản trị đã phá hủy tất cả nhà cửa dân chúng cũng như cơ sở của bộ đội cách mạng. Bọn chúng cũng cố tình tiêu hủy tất cả hài cốt của chiến sĩ ta. Nên nên sau giải phóng, ý nói sau năm 1975, chúng tôi chỉ tập trung được hài cốt của những chiến sĩ thuộc địa phương quản trị mà thôi. Còn những người đã hy sinh trong những trận đánh với bọn quân ngụy năm 1972 73 thì không cách nào để thu nhặt. Chúng tôi chỉ còn cách là chôn tất cả vào một mộ tập thể và di dời ra ngoài La Vang. Đến đây hình như viên thượng úy đã tìm ra được một cách thức giải quyết vấn đề khó khăn đang gặp phải. Y xoay qua người đàn bà đang ngồi xồm dưới đất, nói với giọng hả hê đó tôi có dấu giếm chị gì đâu. Đến như liệt sĩ bộ đội nhân dân, chúng tôi còn không tìm được ra dấu tích, hài cốt, huống gì chồng chị là lính Mỹ ngụy trâu điên ác ôn. Người đàn bà, cô giáo Thanh đứng bật dậy, rắn rỏi, dứt khoát. Chồng tôi không là lính Mỹ ngụy mà là lính tiểu đoàn 18 thủy quân lục chiến, nhưng không phải là tiểu đoàn 2 trâu điên. Chồng tôi lại là người ở đây, ở làng công giáo Tri Bưu, họ hàng chồng tôi nếu còn sống sẽ làm chứng là nhà chồng tôi và anh tâm tôi chưa hề ác ôn với ai ở đây hết cha chồng tôi là thầy giáo ở trường phước môn cả đời dạy học ở tỉnh quảng trị này cô giáo thanh cao giọng khẳng định thêm một lần chồng tôi là lính thủy quân lục chiến không là lính mỹ ngụy quả thật thanh hoàn toàn không ngờ phản ứng bất chợt mạnh mẽ của mình nỗi oan hận uất hờn từ bao năm bùng lên như một tia lửa viên thượng úy bực tức luống cuống vệ binh đâu đưa chị này ra ngoài xử lý những tên lính trẻ ùa vào vây quanh cô giáo thanh khẩn trương khẩn trương đi ra đi ra âm giọng miền nghệ an sắc cạnh dữ dội chị hàng dẫu chưa thấu hiểu hết câu chuyện nhưng vội vàng can thiệp các đồng chí, các đồng chí cho tôi nói chuyện với chị này. Chị Hàng mau chóng nắm tay cô Thanh dẫn vội ra cửa. Trong một lúc bất ngờ, tất cả năng lượng trong người hầu như tan biến. Thanh nhu thuận, lặng lẽ đi theo chị Hàng với bước chân không chủ đích. Ra khỏi văn phòng tỉnh đội, hai người ngồi xuống lề đường, trên mô đất lồi lõm. Thanh úp mặt vào gối, nói trong tiếng nấc nén xuống chị ơi em khổ quá em đến đây đã mấy ngày rồi hỏi ai cũng không biết họ hàng bên chồng em không còn ai em đi khắp nơi trong quản trị này không ai biết không ai thấy chị hàng nhìn lên trời nhìn lên những khối đá gọi là cổ thành quản trị trong một động tác bất chợt chị ngồi sát gần người đàn bà bên cạnh đang úp mặt giấu tiếng khóc. Chị muốn kêu lên tiếng tuyệt vọng. Anh Hưu ơi, anh Hưu ơi. Chị cũng mong được bật lên tiếng khóc. Từ thị xã Quảng Trị theo chỉ dẫn của người dân. Hai người đàn bà đi về hướng hành hoa thôn, qua ngã ba Long Hưng theo quốc lộ 1 đến khu nhà thờ La Vang. Hai người tới trước khối nhà thờ đổ nát khi chiều đã xuống bên sườn núi phía Tây. Gió xe lạnh thổi rờn rờn u ẩn. Nơi này là gì hả em? Hàng trầm giọng hỏi cô Thanh do không khí chung quanh quá tịch mịch thê lương. Nhà thờ la vang nơi đức mẹ hiện xuống chị ạ. À? Hàng muốn hỏi về người mẹ mà cô Thanh vừa kể đến, nhưng dẫu không biết rõ người ấy là ai, chị vẫn cảm nhận hình như có một điều ấm áp, bình an khi đi theo cô Thanh đến trước bức tượng hình dạng một người nữ có nét mặt buồn đau. Mẹ đấy chị, mẹ cũng khổ đau như chị em mình. Mẹ khổ đau vì người khổ đau. Cô Thanh quỳ xuống ngay trên đất, úp mặt vào hai tay, thân hình bất động, chìm xuống vùng sâu lắng thăm thẳm. Khi Thanh đứng dậy thì hình như đã là một người trúc xâm gánh nặng. Cô thân mật nói cùng chị Hàng. Bây giờ mình không biết các anh ở đâu. Anh của chị và anh của em. Trung quanh đây là mộ hoang chôn tập thể nhiều người. Chị một đầu, em một đầu. Có bao nhiêu hương mình thắp cho kỳ hết. Em biết, ngoài lính hai bên, nhiều người dân cũng đã chết khắp nơi đâu đây trong bóng chiều ngã vàng vùng đồi đá sỏi nhỏ màu đỏ như rây máu. Bóng hai người đàn bà lướt thước im lặng trên bụi lùm sao sắc lay động dưới cơn gió cuối xuân thổi từ biển vào. Khi đã hết hai bó nhang lớn, từ hai đầu cánh đồi đang khuất dần bóng nắng. Cô Thanh và chị Hàng đi trở lại gặp nhau. Bóng hai người in đậm lên nền trời lặng lẽ như dạng hình tượng đức mẹ sầu bi. Khối tượng đã tồn tại như một nhiệm màu sau bao đợt lửa đạn do pháo nặng, hỏa tiễn từ hai bờ Nam Bắc sông Thạch Hãn bắn tập trung, từ biển khơi dội vào, từ máy bay trúc xuống suốt năm 1972. Trên đất khổ La Vang, chiều tháng 4 năm 1976, có hai người đàn bà tồn tại như một điều thường hằng sau cuộc chiến dài hơn trí nhớ theo cùng vận mệnh của một dân tộc lầm than. Sau khi chia tay ở ga Quảng Trì, cô giáo Thanh và chị Hàng hứa với nhau sẽ trở lại trong mùa lễ thanh minh năm tới. Dịp tìm kiếm và đắp điếm mồ người chết cũng vào ngày tháng tư sụp vỡ miền Nam. Chuyện 1972-1975 ở Việt Nam